Một học sinh cấp 3 tên là Kurosaki Ichigo từ nhỏ đã có con mắt âm dương, có thể nhìn thấy hồn ma mà người bình thường không thấy được. Lúc này đang dạy dỗ một vài kẻ xấu, vì ván trượt của chúng làm đổ hoa bên đường của một hồn ma nhỏ. Tên côn đồ này không biết vì sao bị đánh, dù sao bọn họ cũng không thể nhìn thấy ma, ai bảo chúng gặp phải một người thích lo chuyện bất bình chứ. Đám người quỳ lại để xin lỗi. Cậu ta vừa về đến nhà liền phát hiện trong nhà có một cô gái xinh đẹp đang nói chuyện một mình. Cậu vốn cho rằng đây là một hồn ma có chuyện nhờ cậu, vừa mở miệng liền khiến người đẹp bị dọa một phen. Cậu có thể nhìn thấy tôi sao? Người đẹp lập tức rút đao xông đến, khiến Ichigo bị dọa cho khiếp vía. Nhưng mục tiêu của cô gái căn bản không phải cậu. Hóa ra phía sau Ichigo có một hồn ma nam. Cô dùng đao đâm thẳng vào trán đối phương từ từ biến mất. Lúc Ichigo đang hỏi nguyên do, người đẹp lấy ra một miếng ngọc màu tí, trên đó hiển thị gần đây có một hòn lu vô cùng lớn. Ichigo vẫn chưa bỏ cuộc, hỏi cô rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhưng cô lại dùng pháp thuật trói hai tay anh lại. Cô gái này tên là Rukia, cô không phải hồn ma mà là thần chết. Bỗng nhiên tiếng em gái Ichigo hét vọng lên từ dưới nhà làm gián đoạn cuộc nói chuyện của hai người. Ichigo trong lúc hốt hoảng đã giật đứt dây trói pháp thuật, vội vã chạy xuống dưới nhà, bỏ lại Rukia đứng ngây người kinh ngạc. Ichigo vừa xuống nhà thì nhìn thấy em gái mình bị một con quái vật bắt đi. Để cứu em gái, Ichigo cầm gậy bóng chày đuổi theo. Mặc dù con quái vật này vừa to vừa xấu, nhưng Ichigo không hề sợ hãi nó. Anh cầm gậy xông lên nhưng bị nó hất văng. Lúc này Rukia đuổi đến, chém bị thương cánh tay của quái vật. Ichigo nhanh tay đỡ lấy em gái. Thứ quái vật này gọi là Holu. Nó đến đây vì Ichigo. Trong cơ thể Ichigo có một lượng linh lực lớn, vì thế nó muốn hút linh hồn của anh. Sau một hồi đánh qua đánh lại, Rukia bị thương nặng. Nếu không muốn chết thì giờ chỉ có một cách duy nhất là để Ichigo làm thần chết, vì chỉ có thần chết mới tiêu diệt được Holu. Để làm được điều đó sẽ phải đâm thanh kiếm này vào Ichigo. Linh lực của Rukia sẽ chảy vào người anh thông qua thanh kiếm này. Mặc dù cách này có sự nguy hiểm nhất định, có điều Ichigo mới chỉ được hưởng 15 cái xuân xanh nên cậu ta không ngừng từ chối. Bỗng nhiên tiếng kêu cứu của em gái vang lên. Nhìn em gái, Ichigo hạ quyết tâm. Con quái vật tiếp tục xông đến, một luồng sáng chói mắt lóe lên. Trong nháy mắt cánh tay quái vật đã đứt lìa. Ichigo biến thân từ một cậu học sinh cấp 3 trở thành thần chết. Hơn nữa nhờ năng lực lớn của mình, Ichigo đã biến ra một con đao dàn vào cừ cỡ lớn. Anh lao nhanh về phía con quái vật, xuống một đao tách quái vật thành hai mảnh. Hôm sau tỉnh dậy, Ichigo nghĩ đây chỉ là một giấc mơ, nhưng không, vừa xuống dưới nhà, anh thấy tường nhà mình bị đục thủng. Người nhà anh nói có lẽ xe chở hàng đâm thủng tường nhà họ rồi bỏ trốn. Ngay cả em gái anh cũng không nhớ gì về chuyện mình từng bị bắt cóc nữa, chẳng lẽ là mơ thật sao? Nhưng khi anh đến trường thì có bạn mới chuyển đến, người này chính là Rukia. Thì ra chỉ có thần chết mới có thể quay về thế giới linh hồn. Tối qua cô vốn chỉ định truyền một nửa sức mạnh cho Ichigo, nào ngờ linh lực của Ichigo quá mạnh, sức mạnh của cô bị anh hút sạch. Rukia không thể trở về thế giới linh hồn được. Bây giờ cô chỉ còn cách dùng một thân xác để ở lại nhân gian, vì thế cô muốn thu hồi sức mạnh và trở về thế giới linh hồn. Cô đeo lên găng tay của thần chết, tung một chưởng đánh trúng Ichigo khiến linh hồn thần chết bay ra khỏi cơ thể anh. Cô vừa định dùng thanh kiếm đâm vào người mình để lấy lại linh lực, kết quả lại không có tác dụng gì. Mặc dù linh hồn của Ichigo chứa rất nhiều linh lực, nhưng hiện tại sức chịu đựng của anh thực sự rất kém. Nếu cưỡng chế rút ra thì Ichigo sẽ mất mạng. Phải làm gì bây giờ? Rukia suy nghĩ một lúc, có cách rồi. Cô quyết định để Ichigo tạm thời đảm nhiệm làm thần chết. Sau khi tiêu diệt Holu, anh sẽ trở nên mạnh hơn, để có thể giúp anh chiến thắng. Cô đã dạy cho anh những kiến thức liên quan đến thần chết. Có hai loại linh hồn, một là linh hồn tốt, là hồn ma thông thường, loại còn lại là Holu, là những người chết đi trong oán hận. Chúng chuyên ăn các linh hồn khác và cả con người có linh lực cao, giống như con quái vật tối qua. Thần chết cũng có hai nhiệm vụ, một là dùng nghi thức táng hồn để đưa linh hồn tốt về thế giới linh hồn, nhiệm vụ còn lại là dùng kiếm trảm hồn tiêu diệt Holu. Vì cơ thể của Ichigo quá yếu nên không chống đỡ được quá nhiều linh lực, vì thế Rukia quyết định huấn luyện anh. Loại công việc vừa phải huấn luyện, vừa phải liều mạng này nghĩ gì mà Ichigo đồng ý. Nhưng vừa về đến nhà, Ichigo lại phát hiện Rukia đã dọn đến sống trong tủ quần áo của anh, thái độ còn tự nhiên như ruồi. Cuối cùng Ichigo bị ép chỉ còn cách nhận huấn luyện. Mặc dù nhiều lần anh muốn chạy trốn, nhưng vẫn không thoát khỏi sự dạy dỗ nghiêm khắc của Rukia. Một buổi tối, có một anh chàng tóc đỏ đến tìm Ichigo. Thì ra thế giới linh hồn, đội trưởng đội 6 Byakuya cảm nhận được dường như Rukia mang linh lực cho con người, vậy nên phái Ishida đến nhân gian bắt Rukia về. Dưới sự ép hỏi của Ishida, vì để không liên lụy đến Rukia, Ichigo trực tiếp phủ nhận không hề quen biết người này. Nhưng Ishida không quan tâm những thứ đó, vì linh lực mạnh của Ichigo khiến hắn chắc chắn đây chính là người hắn cần tìm. Nhìn hắn không có một chút thiện ý gì, Ichigo lập tức bỏ chạy. Phía xa bay đến một mũi tên xuyên vân, ngăn cản Ishida đuổi theo. Ngày hôm sau, Ichigo đang ăn trưa, cậu bạn Urahara đi đến vạch trần thân phận của Rukia. Urahara là hậu duệ của tộc diệt Holu, sứ mệnh của họ là tiêu diệt Holu và tử thần tiêu diệt tộc hắn. Chính là cung xuyên vân hôm qua hắn bắn giúp Ichigo chạy thoát. Hắn muốn quyết đấu với Ichigo để chứng minh tộc mình mạnh hơn tử thần. Nhưng Ichigo thấy hắn là bạn cùng lớp, lại đụng đao kiếm thì không hay.
Sau đó, Ichigo thả đồng xu có thể dụ Hollu đến, muốn ép Ichigo biến thân thành tử thần. Lúc này viên ngọc trên người Ryu kia lại vang lên, cô đến sân thượng, một phát đánh bay ra linh hồn tử thần Ichigo. Lúc này một con Hollu nhện đang chuẩn bị ăn mất một hồn ma nhỏ, may mà hai người đến kịp, Ichigo xông lên chiến đấu với nó. Qua một trận tránh né, công kích, tránh né, công kích, cuối cùng một đao khó thắng nổi tám chân. Đúng lúc này Renji xuất hiện, chỉ dùng một chiêu đã tiêu diệt được Hollu nhện. Hollu đã tiêu diệt được, nhưng Renji mạnh hơn Hollu nhiều. Hai người bốn mắt nhìn nhau, Renji dùng một chiêu lâm ba vi bộ, trực tiếp cầm kiếm chĩa vào giữa trán Ichigo. Lúc đối mặt với tử thần thực sự, Ichigo không có khả năng đánh trả. Cuối cùng vẫn là Rukia ra mặt ngăn cản. Lần này đội trưởng đội 6 Byakuya xuất hiện. Hắn ta là nghĩa huynh của Rukia. Hóa ra tử thần truyền linh lực cho con người, về đến thế giới linh hồn sẽ bị xử tử. Mặc dù lúc đó là bất đắc dĩ, nhưng thực sự đã vi phạm quy tắc của tử thần, vì thế bây giờ cô bắt buộc phải lấy lại linh lực từ chỗ Ichigo. Nhưng bây giờ lấy lại linh lực của Ichigo, anh ta nhất định sẽ chết. Qua một hồi thương lượng, Byakuya cho cô một ngày để suy nghĩ. Ichigo sau khi bị thương nặng tỉnh lại, phát hiện không thấy Rukia đâu nữa. Anh bắt đầu tìm kiếm khắp nơi nhưng đều không thấy bóng dáng cô. Sau đó anh đi tìm Urahara. Hắn ta nói với anh, trong một tiệm tạp hóa, có một tử thần bị trục xuất khỏi thế giới linh hồn. Có lẽ anh biết được người này chính là Ishida. Anh ta nói với Ichigo, Rukia có thể ở đâu, mà Rukia vẫn luôn bảo vệ Ichigo, đã chọc giận nghĩa huynh Byakuya. Rukia hy vọng thông qua việc tiêu diệt Hollu cá, có thể lấy công chuộc tội. Lúc này, Ichigo đang đến đây, anh đã chuẩn bị kỹ càng, nhất định sẽ tiêu diệt Hollu cá, điều kiện chính là không truy cứu trách nhiệm của Rukia nữa. Không ngờ Byakuya đồng ý, vì tử thần truy sát Hollu cá đã 54 năm rồi, nó vô cùng mạnh mẽ và linh hoạt. Loại quái vật đặc biệt này làm sao có thể bị đánh bại bởi một con người? Ichigo thay đổi, không giống trước đây, bắt đầu chăm chỉ luyện tập. Vì Hollu cá thích ăn người có linh khí mạnh mẽ, vậy nên khi linh lực của Ichigo tăng lên, nó sẽ bị hấp dẫn mà đến. Mồ hôi của Ichigo đổ ra ngày càng nhiều, đao pháp ngày càng nhanh. Lúc vô tình biết được Hollu cá sẽ ngụy trang thành một cô bé để hấp dẫn người bị hại, điều này khiến Ichigo nghĩ đến lúc nhỏ anh từng gặp một cô bé, anh bị thu hút đi qua đó, sau đó liền ngất đi. Lúc anh tỉnh lại, mẹ đã nằm trong đống máu. Hóa ra hung thủ giết hại mẹ anh chính là Hollu cá. Đây là trách nhiệm, cũng là tư thù. Anh bắt đầu nỗ lực tập luyện hơn, cuối cùng đạt được mục đích. Nhưng anh không biết Byakuya sớm đã nghĩ để Ichigo làm mồi nhử dẫn dụ Hollu cá xuất hiện. Sau đó để Renji tiêu diệt Hollu cá, cuối cùng vẫn giết Rukia. Bởi vì một khi tử thần này sinh tình cảm sẽ trở nên yếu ớt và bệnh tật chí mạng. Hắn biết Rukia đã có tình cảm với Ichigo. Vào ngày giỗ của mẹ Ichigo, cả nhà bắt đầu lên núi tảo mộ. Do em gái nhất thời khát nước, Ichigo chỉ đành xuống núi mua nước. Mà lúc này hai cô em gái bị một cô bé dẫn dụ đi. Viên ngọc của Rukia phát hiện có Hollu xuất hiện. Lúc hai người chạy đến nơi, hai cô em gái đã bị Hollu cá bắt. Ichigo chạy đến, chém vài đao, cứu được hai cô em gái. Hai người từ trong núi đánh vào thành phố, người bình thường không thể nhìn thấy hai người, chỉ nghĩ rằng đây là một cơn lốc xoáy không bình thường đang tàn phá thành phố. Ichigo bị đánh vừa chạy vừa đỡ, một đòn tấn công của Hollu cá còn đánh Ichigo đến trước mặt bạn học. Nhưng không ai có thể thấy cậu ấy, chỉ có Seido và Orihime nhận thấy sự tồn tại của Ichigo. Để không liên lụy đến bạn học, Ichigo dụ Hollu cá đến bãi đỗ xe, nhưng nó quá mạnh, Ichigo dường như không phải đối thủ của nó. May mà cung tên xuyên vân lại bay đến, có Urahara yểm hộ, Ichigo bắt đầu phát động tấn công. Mặc dù trên người Hollu cá rất nhiều tay râu, nhưng cũng không chịu được Ichigo đâm chém điên cuồng, nó bắt đầu càng tức giận hơn, xém chút nữa chém Ichigo thành tám mảnh. May mà có tên xuyên vân của Urahara bắn trúng mắt phải của Hollu cá, Ichigo thuận thế một cú trên không, trực tiếp chém thanh kiếm chấn hồn 40m xuống đầu Hollu cá. Hollu cá đã bị tiêu diệt, nhưng hai người vẫn chưa được nghỉ tay. Urahara bị Renji đánh lén từ phía sau ngã gục xuống đất. Hai người có thể tiêu diệt được Hollu cá khiến Byakuya vô cùng ngạc nhiên, nhưng hắn vẫn phản bội lời hứa lệnh cho Renji giết hai người, bắt nạt người khác giữa ngày như vậy khiến Ichigo không nhịn nổi nữa. Anh cầm thanh đao lên, bắt đầu đỡ đòn. Sau khi quen với những đòn tấn công của Renji, một chiêu đá qua vai, trực tiếp khiến Renji phẫn nộ. Lúc này, Ichigo mới quen với cách đánh của Renji, lại bắt đầu đỡ vô số đòn. Sau khi nhận sự công kích mạnh, Ichigo giống như trường sinh trong lửa, một bước nhanh gọn tiến lên đỡ đòn. Sau đó là tấn công mãnh liệt, đánh Renji bay xa ngàn dặm, đến thanh đao chém hồn cũng bị gãy. Lúc này Byakuya không thể đứng nhìn nữa, hắn ta ngạo mạn bước đến, dùng hai ngón tay đón lấy đòn công kích của Ichigo. Sau đó quay người dứt khoát đánh bại Ichigo. Nhưng anh sao có thể dễ dàng ngã xuống như vậy? Ichigo lại lần nữa đứng dậy, sau đó lập tức ngã xuống. Nhưng điều Byakuya không ngờ là anh ta lại đứng dậy. Đến Renji cũng bị tinh thần của anh đánh bại. Rukia lo lắng khóc không thành tiếng. Đến Byakuya cũng lộ ra một biểu cảm kinh ngạc. Tinh thần của Ichigo kích động tinh thần của tất cả những người ở đó. Byakuya xông đến một đao hủy hoại dung nhan của anh, lai khiến Ichigo ngã xuống, nhưng anh vẫn không chịu từ bỏ. Byakuya lập tức dùng chân đá Ichigo văng ra. Rukia bắt đầu nhận sai chuộc tội với anh trai, sau đó lại lấy lại linh lực của mình.
một nhóm người quay về thế giới linh hồn, còn Ichigo quay về cuộc sống bình thường. Cùng lúc đó, ký ức của các bạn học về Rukia đều bị xóa bỏ. Nhưng Ichigo cũng bị xóa bỏ ký ức sao? Hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo.